Không đủ lời để có thể diễn tả tình yêu của Chúa dành cho con. Ngài đã giải thoát con khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho con dời qua nước của con sức yêu dấu Ngài. Trong Chúa Giêsu có sự cứu chuộc là sự tha tội. Nhưng con hôm nay là người thế nào? Là nhờ ơn Đức Chúa Trời. Và ơn Ngài ban cho con cũng không phải là uổng vậy. Tình yêu.